Xin kính chào quý anh chị em bà con cô bác gần xa. Kênh YouTube Hiếu Đồng Thanh rất vui được gặp lại quý anh chị em bà con cô bác gần xa nhé. Lần đầu tiên chúng tôi xin kính chào và kính chúc sức khỏe toàn thể bà con chúng ta. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bà con một cái nhãn hiệu rất là xuất sắc mà cũng là lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu. Đó là con Kubota M9030. Đây, máy vẫn đang nổ luôn. Đây động cơ có 4 máy đây, chúng tôi quay cho bà con xem rất kỹ luôn. Đây 4 máy. 1 2 3 4. Máy móc rất là đẹp luôn. Con này đầu tiên chúng tôi trình lại cho bà con một siêu phẩm được tạo ra. Đây, đây là cái bánh trước của nó đây, chúng ta thấy nó đẹp như thế này luôn. 11.224 là thông số kỹ thuật của cái bánh trước. Đây chúng ta thấy, chúng tôi quay xa để cho bà con chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng nó đẹp như thế nào luôn. À, là đây là cái bánh sau đây, nó rất là to, rất là đẹp luôn. Chúng tôi lúc nào cũng cho bà con để xem những cái mẫu mới và những cái bánh mới để chúng ta sử dụng được hiệu quả. 18.430 là cái thông số của cái bánh sau, nó đẹp như thế này luôn. Chúng ta thấy là mâm móc vít của nó không chê vào được. 18.430 thì lúc nào chúng tôi cũng đặt mục tiêu an toàn trên hết, lúc nào cái bánh nó cũng là đảm bảo cái đủ cái độ an toàn để chúng ta được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Máy đang nổ đây rất là ok luôn, động cơ có 4 máy đây. Đây quá đẹp luôn, hôm nay con này là xuất sắc luôn. Chúng ta thấy là cái dàn áo của nó không có vết chảy xước luôn. Đây, rồi bây giờ chúng tôi đi lên quay cho bà con xem cầu trước của nó đây. Nó đẹp như thế này luôn, đẹp lung linh như thế này luôn. Đây. Đấy bà con thấy. Rất là ok, rất là đẹp luôn. Hôm nay chúng tôi trình làng cho bà con xem cái mẫu này rất là đẹp luôn. Đây. Đây là toàn thể những cái gì đây, tinh tí nhất của Kubota 9030 đây. Có 90 mã lực loại 2 cầu, số cơ bên cơ, động cơ có 4 máy luôn. Đây là phía bên trái con Kubota M9030 đây. Đây chúng ta thấy. Nó đẹp không có nút nào mà chê được. Đây chúng ta thấy cái máy treo nó đây. Đây nó có máy treo luôn. Đây máy treo nó rất là đẹp luôn. Ghế ngồi. Rồi đây là phía bên phải của nó đây. Quá xuất sắc luôn. Đây bà con chúng ta thấy. À đây là cái bánh sau của nó đây. Rất đẹp luôn, mới được hoàn toàn cho bà con sử dụng luôn. Rồi bây giờ chúng tôi đi lên phía trên để cho bà con xem. Đây nó đẹp, lộng lẫy luôn. Đây, đây là phía trên của nó đây. Coi chúng ta thấy nó đẹp như thế nào luôn. Đây. Chỉ có 2288 tức là 2288 giờ. Đây bây giờ chúng tôi sẽ tua cho bà con xem cái dòng tua luôn. Đấy bà con xem, tôi mới vừa nhích nhẹ một cái nó lên như thế rồi. Đấy bà con thấy quá tuyệt vời luôn. Đây chúng ta thấy hoàn toàn là không có khói luôn. Rồi bây giờ chúng tôi tắt máy nha bà con, tắt máy một cách cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Chúng ta chỉ việc là tắt máy thôi. Đây tắt máy. Rồi chúng tôi đã tắt máy rồi để cho nó tránh cái đồ ồn ào. Máy nó đổ rất là êm luôn. Rồi bây giờ chúng tôi xuống nha, chúng tôi sẽ quay ra phía sau để cho bà con chúng ta cùng nhau xem. Đây phải nói là một cái siêu phẩm luôn luôn bà con. Rồi bà con chúng ta thấy từ cái ghế ngồi cho đến là máy móc đẹp như thế này luôn. M9030, một cái thương hiệu xuất sắc được tạo ra. Đây giờ chúng tôi sẽ quay kỹ cho bà con xem cái máy luôn. Cái động cơ có 4 máy đây. Chúng tôi vừa tắt máy chúng tôi nói cho rõ để cho bà con chúng ta cùng nhau nghe, cùng nhau dễ nói chuyện hơn. Đây động cơ 4 máy đây. M9030. Đây là bánh sau của nó đây, mức rượt luôn. 18.430. Chúng tôi lúc nào cũng đặt cái mục tiêu cái hiệu quả lên trước tiên là bánh rồi lớp mâm rồi phải đạt được một cái hiệu quả tốt nhất. Đây, và đây là phía sau của nó đây. Quá đẹp luôn, quá lộng lẫy luôn. Đây bà con chúng ta thấy, đây nó đẹp như thế này luôn. Kênh YouTube Hiếu Đồng Thanh rất vui được giới thiệu cho anh chị em bà con cô bác gần xa con Kubota M9030. Đây là một cái thương hiệu vô cùng xuất sắc luôn, mới đầu tiên chúng tôi vừa mới giới thiệu cho bà con lần đầu tiên. Có 90 mã lực loại 2 cầu, số cơ bên cơ có trợ lực tay lái đầy đủ luôn, động cơ có 4 máy.
và nó có những cái đèn luôn đây, bà con thấy nó có đèn luôn đây, đèn nó đẹp như thế này luôn, đây, đây đèn đây, đây đèn đây, đây phía sau chúng ta có thể nhìn lên, nó rất là đẹp như thế này, đây phía sau chúng ta nhìn lên, đây quá đẹp luôn, rồi video này chúng tôi ngắn thôi, giới thiệu cho bà con một cái ngắn thôi, rồi chúng tôi kết thúc nha, M9030, đây là phía sau của nó đây, quá đẹp quá lộng lẫy luôn, đây bà con đấy. Chúng tôi trình lại cho bà con một cái thương hiệu vô cùng xuất sắc luôn. Rồi, đây là một lần chúng tôi quay toàn diện, chúng tôi kết thúc nha. Đây, 9030 em mà đẹp lộng lẫy luôn.